Nó đi vào trong mình ngủ ngoài tiếng hay nó sẽ cắm xuống bằng. Anh ơi, để nó đi cũng quay. Bấm thoại cho quên cái đau mà. Một cái tập mà đi đi bắt ốc là ốc chương trình thả ra chứ đúng không? Chứ chỗ đó làm gì có. Gì? Lắp tập với con gái á. Tiểu Huy á. Chắc bay nó rổ quá. Khách đi đám cưới rồi. Nè, đâu nó động đất á. Mình nói muốn Hiền tăng nếu nó mà sinh nhật Hiền nó cũng không biết. Sinh nhật Hiền á. Bữa Hiền thấy đang á. Đang để anh là gì nó là bữa đi sinh nhật nó. Cái hình đó hả? Ừ. Nó không biết hả? Ừ. Hỏi sinh nhật Hiền mà nói thì không biết. Nắng quá à. Không. Hơi khó chịu cái cổ thôi. Này cái tự lao lắm mới đi một lần này. Ừ, tầm tháng rưỡi thì phải. Ừ, cả đó đó chứ. Giờ chưa lau ca mày đó. Nãy em lau chưa này? Chưa. Mờ hả? Bông em trời 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 trời
Chị hâm mơ đó chứ đâu mà hầu nồi nó cũng đè gì vậy? Chị tỉnh mà, cái nó lúc đó mình tỉnh lắm đi, nhưng mình không có mơ. Nhưng mà cái ngồi lúc đó là cái ngồi dậy, mình mở mắt ra đầu, cái tự nhiên nhắm lại. Mở mắt ra cái nhắm lại. Thôi nghèo quá. Đang miên họ cười luôn quá. Ừ. Đang làm đi, đang đó. Đang làm đó. Ừ. Quốc, Quốc gọi dân Vũ chưa? Chưa à. Hay là để chiều qua nhà luôn. Thôi đây xíu nữa tao nhảy về xong rồi chạy qua nhà không mày. Đang mấy mua á? Rồi ok 12 à? Rồi ok tí chạy về giờ. Như đã nhiều chịu không nổi. Yeah.